Chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, và hôm nay thì quý Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì em làm ra cái video này so sánh cái dòng sản phẩm mẹt chất liệu sắt xuất cửa và chất liệu inox cho các bác chúng ta xem. Thì rất nhiều các bác khách hỏi em là em ơi, tại sao mà hàng mẹt ở bên em lại có giá cao như vậy mà chất liệu sắt xuất cũng cao như vậy? Thì quý Phạm xin nói luôn, tất cả hàng bên em 100% chất liệu hàng mẹt thửa các bác nhé. Mẹt thửa vì sao? Quý Phạm sẽ đi chi tiết về dòng sắt xuất trước. Thì đối với dòng sản phẩm sắt xuất này, các bác có thể lưu ý ở đây, tất cả chất liệu của nó là sắt xuất cửa. Cái hàng sắt này bọn em phải thu mua và đặt mua mới có hàng, chứ bình thường không có đâu mọi người. Để so những cái dòng mẹt kẽm ở trên thị trường, em nói luôn là chất lượng thì cái hàng mẹt kẽm thua xa. Tại vì sao Quỳnh Phạm nói thế? Tại vì như những năm trước Quỳnh Phạm cũng đã đi nhập lại hàng, và cái hàng kẽm đấy thật sự luôn là nó rất là yếu, đánh nó không hiệu quả đâu mọi người ạ. Và năm nay thì từ năm ngoái rồi và cả năm nay nữa thì bên cơ sở kinh doanh của em đã trực tiếp sản xuất những cái dòng sản phẩm này. Thì như ở đây, cái hàng chất liệu sắt xuất này, thứ nhất là toàn bộ xương của nó em nói luôn nhá, toàn bộ cái xương khung này là xương 5 ly hết này. Và lưới của nhà em 100% làm bằng lưới đan tay, nhà em không làm bằng lưới cắt, em nói luôn nhá. Lưới đan tay của nó là sợi của nó là sợi 9 phân, mắt 7 phân, sợi 9 phân, toàn bộ là 100% đan tay, em nói luôn. Và cầu tử nó cáp quang dây điện rất là chắc chắn và rất là khỏe mẹt luôn. Xương 5 ly, lưới đan tay, cầu tử cáp quang dây điện, bảo hành trọn đời về chất liệu cho mọi người luôn. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Tất cả hàng kỹ, hàng thửa làm sao ạ? Toàn bộ những cái nan này đã được buộc dây dù siêu bền và được nhỏ keo. Tất cả những cái mắt nan này không chừa một mắt nào hết, không bỏ một mắt nào hết, làm rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn. Có khóa bàn rất là chắc chắn cho em ở đầu này, có khóa bàn cho em. Đấy, mọi người thấy không? Còn khi các bác mua hàng bên em sẽ được tặng kèm dọ chuột bằng inox luôn nhá. Đấy, hàng này là hàng đẹp luôn, hàng chắc chắn như này luôn các bác. Và tuy là chất liệu sắt xuất nhưng các bác dùng yên tâm là nó sẽ không han gỉ đâu. Tại vì bên em làm sao ạ? Đã sơn hết đen như này cho mọi người rồi, để chống han gỉ cho mọi người rồi nhá. Và tiếp theo nữa là cái hàng này của nó, các bác mua hàng bên em tặng kèm theo một cái dọ chuột inox cho mọi người luôn. Và cái hàng này kích thước tương đối là to, các bác có thể đánh được cả chim săn luôn. Em báo kích thước bàn của nó này, kích thước bàn của nó rộng bàn là 46 mọi người nhá, rộng bàn của nó là 46 cho em. Dài bàn tính từ gốc mẹt ra của nó là rơi vào phủ bì nhá mọi người nhá, của nó là 40 cho em, 40 cho em là phủ bì nhá. Độ dài từ trong góc này ra ngoài mép này là 40, còn chiều ngang của nó là 49 cho em, tương đối là to. Các bác có thể đánh làm sao ạ? Đánh được cả chim săn luôn. Một cái mẫu mẹt này, tại sao là nó có giá thành cao hơn cái mẹt thép, mẹt kẽm đấy là như vậy. Giá của nó Quỳnh Phạm báo giá công khai luôn này, 350.000 nhá các bác nhá, 350.000 cái dòng sản phẩm mẹt sắt xuất cửa này, miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, 350.000 luôn. Còn độ bật của nó thì tương đối là nhạy luôn, quá cực kỳ là nhạy luôn nha mọi người nhá. Đó, và toàn bộ cái mẹt này của nó các bác nhìn này, toàn bộ xương chạy từ dưới này chạy lên là một liền như này, là toàn bộ khung kép như này mọi người, nhìn kỹ cho em, toàn bộ khung kép chạy từ dưới này lên. Đấy, rất là chắc chắn luôn, có móc vào cây này mọi người này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Vì sao nó lại cao hơn cái dòng mẹt kẽm là như vậy, các bác biết rồi chứ ạ. Và so sánh tiếp này, so sánh tiếp về cái hàng inox này, các bác nhìn này, đây là hàng inox mọi người nhá. Inox thì cực kỳ là sáng rồi, bảo hành trọn đời với chất liệu không bao giờ gì luôn. Kiểu làm thì cũng y chang chang như cái mẹt rẻ vừa rồi đó, kiểu làm thì cũng như vậy, đều được buộc dây dù siêu bền và nhỏ keo hết. Và tất cả hàng này là full inox luôn, trừ 4 con lò xo nhá. 4 con lò xo của nó là chất liệu thép AC đó, để tạo cái độ cứng, độ khỏe và độ bền của mẹt hơn. Và đều có khóa bàn nhá các bác nhá, đều có khóa bàn, cầu tử đều bằng chất liệu cáp quang dây điện luôn. Lưới là lưới đan tay sợi chín luôn cho em, mắt 7 sợi chín luôn. Và xương của nó toàn bộ cũng là xương kép, chạy từ dưới chạy lên, chạy từ dưới gáy mẹt chạy lên cho em. Đấy, các có thể nhìn thấy ở đây, hàng cao cấp luôn cho em các nhá. Em đang so sánh hai cái mẫu mẹt này, giá thành của nó sẽ chênh nhau. Đó, cái hàng một mặt chất liệu sắt xuất cửa này sẽ có giá là bao nhiêu? Sẽ có giá là 350. Còn cái mẹt inox ở bên tay trái này sẽ có giá là 550, hàng thửa chất liệu cao cấp luôn cho em. Các bác nhìn kỹ cho em. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Quỳnh Phạm phải lên video để nói cho bác chúng ta xem kỹ về chất liệu hàng bên em, để tránh trường hợp các bác bảo em bán đắt bán rẻ nhá. Không hề đắt đâu mọi người ơi. Tất cả hàng bên em miễn phí vận chuyển, giá cả báo giá công khai luôn. Hàng này tặng em một dọ chuột inox, bao cước về tận nhà cho mọi người luôn, độ bật bao nhạy bao đỉnh luôn, lưới đan tay cổ tử cáp quang dây điện luôn. Đây, mẹt một mặt đây, các bác thấy không ạ? 550 luôn nha các bác nhá. Đấy, chiều dài, chiều ngang của nó là 49 phủ bì, chiều từ gáy ra của nó là 42 phủ bì. Tất cả kích thước đều là kích thước lớn luôn. Hàng này hàng mẹt thửa cho nên các bác đánh ok cho em. Đây là hai mẫu mẹt cụ thể một chi tiết cho mọi người luôn này, cực kỳ là nhạy luôn nha mọi người nhá, rất là nhạy luôn các bác. Hàng này thì bao nhạy cho mọi người luôn rồi, bao nhận luôn. Đấy, đều có khóa bàn luôn nha. Lưới dùng cực kỳ là cao luôn, các bác nhìn thấy không ạ? Hàng mẹt thửa nó phải khác luôn nha các bác nha.
Đấy, và bây giờ thì em vừa làm xong cái chi tiết về cái dòng sản phẩm mẹt sắt xuất cửa và mẹt chất liệu inox ở bên em, hàng cao cấp và hàng bình dân bên em, báo giá công khai rất là rõ ràng rồi. Các bác đang xem video, nếu có nhu cầu sử dụng một trong hai cái mẫu mẹt bẫy bẫy chim săn này, chúng ta có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với Quỳnh Phạm nhá. Giá cả em nói luôn này, không hề đắt đâu mọi người, tiền nào của đấy thôi. Các bác nhận hàng bên em được kiểm tra hàng đúng sản phẩm và mẫu mã như em giới thiệu ở đây thì các bác giả tiền cho em, ok chưa? Chất liệu thì Quỳnh Phạm xin cam kết đúng như quảng cáo luôn, không treo đồ dê bán thịt chó. Và ngoài dòng sản phẩm mẹt một mặt này ra thì bên em có cả hàng hai mặt nữa. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng dòng hai mặt có thể liên hệ trực tiếp với shop nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh bán hàng của em. Các bác đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ở bên góc màn hình nhá. Chọn chiếc chuông, ấn vào chữ tất cả theo dõi video mà hàng ngày Quỳnh Phạm đăng tải đến cho tất cả các bác nha. Hẹn tất cả mọi người những buổi video sau. Xin chào tất cả các bác nha.